Rất vui mừng được gặp lại quý vị trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, tháp rùa giữa Hồ Hoàn Kiếm có lẽ đã là một hình ảnh quá quen thuộc với người Việt Nam phải không ạ? Tháp rùa gắn với đền Ngọc Sơn trở thành một cảnh quan ngoạn mục tô điểm cho Hồ Gươm, nơi thu hút khách tham quan và là niềm tự hào của người Việt. Hồ Gươm im bóng tháp rùa, ánh đèn soi tỏ mái chùa Ngọc Sơn, đài nghiên tháp bút chưa mòn. Tuy nhiên, bên cạnh phong cảnh hữu tình ấy là rất nhiều bí mật còn chưa có lời giải đáp. Chắc không nhiều người nghe rằng nguyên tòa tháp này được xây lên với chức năng như một ngôi mộ. Nhiều truyền thuyết dân gian thậm chí còn cho rằng tháp rùa được một người tên Bá Hộ Kim chôn xương cha mẹ để trấn yểm nơi linh thiêng này nhưng bất thành. Đâu là sự thật đằng sau? Hãy cùng đi tìm lời giải đáp cùng với chúng tôi ngay sau đây. Bá Hộ Kim chôn xương cha mẹ để trấn yểm tháp rùa Hồ Gươm nhưng bất thành. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tháp rùa được một phú hộ xây để đặt hài cốt cha mẹ vì đây là mảnh đất thiêng nằm giữa Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều học giả khác lại đưa ra những lý giải khác nhau về nguồn gốc của tháp rùa. Theo tìm hiểu, trong nhiều tài liệu khảo cứu của nhiều học giả nổi tiếng đều cho rằng người xây tháp rùa Nguyễn Hữu Kim, tức Bá Hộ Kim, một người giàu có nổi tiếng ở Hà Nội cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, có một số tài liệu lý giải sở dĩ Bá Hộ Kim xây dựng tháp rùa là có mục đích riêng, để đưa hài cốt bố mẹ đặt ở trong đó. Giả thuyết này bắt đầu từ một tài liệu do nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện văn bản hóa và sau đó được một số tài liệu khác trích dẫn lại. Theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc thì từ năm 1883, phóng viên của thời báo trong thời gian sống trong một ngôi chùa cạnh Hồ Gươm, có lẽ là chùa Báo Ân, vị trí ở Bưu Điện Hà Nội ngày nay, đã từng tả lại như sau. Cửa buồng chúng tôi nhìn ra cái hồ nằm duyên dáng giữa lòng Hà Nội. Ngồi ở chỗ chúng tôi mà nhìn cảnh bình minh thì thật là tuyệt vời. Bình minh long lanh, một thứ ánh sáng huyền ảo mà các chuyện thần tiên gọi là màu của trời. Xà cừ đẹp nhất Singapore cũng như những viên ngọc đẹp nhất cũng không thể sánh nổi. Xa xa, một hòn đảo nữa, nhỏ hơn, với một cái tháp 3 tầng, tác phẩm của một người Hoa buôn bán bánh ngọt nào đó, với những khoang cửa hình cánh cung nhọn theo phong cách Gothic khá bất ngờ ở một chỗ như nơi đây. Như vậy, có thể thấy, từ thời điểm này, các tư liệu lịch sử bắt đầu ghi nhận sự tồn tại của tháp rùa như một công trình kiến trúc góp vào phong cảnh tuyệt đẹp của Hồ Gươm. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là những ghi chép trên lại không xác định một cách chính xác lịch sử của tháp rùa mà chỉ dừng lại ở việc tả cảnh. Tuy nhiên, theo những tài liệu lịch sử nghiên cứu về Hà Nội và Hồ Gươm của những tác giả như Hoàng Đạo Thí, Trần Huy Liệu, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Vinh Phúc cùng những tư liệu in bằng tiếng Pháp đều khẳng định rằng tháp rùa được một nhân vật có tiếng tên là Bá Hộ Kim, một người giàu nước tiếng nhất Hà Nội thời bấy giờ, còn gọi là Bá Kim, Thương Kim Xây, chứ không phải do một người Hoa buôn bánh ngọt nào đó. Trong cuốn Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, tác giả Nguyễn Vinh Phúc đã dẫn ra đoạn viết: giữa hồ có một cái chùa khác, đó là một công trình bé nhỏ có nhiều tầng, các vòng cửa hình cánh cung nhọn. Công trình này mới có khoảng chục năm nay. Nó được xây dựng trên vị trí một ngôi đền nhỏ trước đó thờ thần hồ. Bên trong trên tường sơn hai chữ Vinh Bao, đó là tên của viên quan đã xây dựng công trình này. Ông ta trước đây 3 năm làm tri phủ Thường Tín, rồi về làm thương biện phủ Hoài Đức. Sau dính vào một vụ chính trị, nên năm 1886 bị cách chức và quản thúc tại Hà Nội. Một tài liệu khác gồm 2 tập in vào năm 1935 và năm 1941 có viết: tháp rùa chính tên là Quy Sơn Tháp, xây vào khoảng năm 1877. Công trình này thay cho một ngôi miếu nhỏ thờ thần hồ. Như vậy, theo các tài liệu do người Pháp ghi lại thì có thể thấy người xây tháp rùa là Bá Hộ Kim hay Nguyễn Hữu Kim. Cho đến thời điểm này, chưa có giả thuyết hay minh chứng nào khác về người xây dựng tháp rùa trong Hồ Gươm. Chính vì thế, trong hầu hết các tài liệu nghiên cứu đều thừa nhận nhân vật Nguyễn Hữu Kim là người đã xây dựng tháp rùa. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có nhiều tài liệu nói về cụ thể mục đích của việc ông Nguyễn Hữu Kim khi xây dựng tháp rùa ngoài một giả thuyết do nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện đưa ra.
Trong cuốn Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội của Doãn Kế Thiện, nhà xuất bản Văn hóa năm 1959, trang 78, đã đề cập đến lai lịch của tháp Rùa như sau. Gò Rùa là nơi chúa Trịnh dựng Tả Vọng Đình để làm nơi nghỉ mát trong mùa hè. Năm 1884, một tên tay sai của thực dân Pháp là Bá Kim hay Thương Kim tin thuyết phong thủy nói gò này là kiểu đất vạn đại công khanh. Để được hài cốt tiền nhân vào đó, con cháu sẽ muôn đời làm quan cao, chức trọng. Bá Kim thèm muốn đất ấy, nhưng vì là đất công nên không dám tự tiện. Về sau, bấy giờ chùa Báo Ân trên bờ hồ phía đông vẫn còn. Y mượn cớ xin với nhà chùa và lấy thế thực dân, bọn Việt San, Nguyễn Hữu Độ xin tự bỏ tiền để xây một ngọn tháp lên trên gò Rùa để làm hậu trầm cho ngôi chùa. Sau đoạn trên, nhà nghiên cứu Doãn Kế Hiệu, Doãn Kế Thiện tiếp tục kể về những toan tính của Bá Kim như sau. Dùng một số tay chân làm thợ nề, dự định ngay đêm hôm khai móng, chờ đến khuya tối rời, đem hài cốt cha mẹ để sẵn trong hai quách nhỏ, ngầm chôn xuống giữa gò, rồi lấp kín, định hôm sau sẽ xây thành nền tháp cao. Tuy nhiên, sau đó một điều bất ngờ đã xảy ra là sáng hôm sau, y hớn hở cùng người nhà và thợ nề vừa ra tới gò thì bỗng kêu rời và ngã ra. Hai cái quách gỗ đã bị lật lên từ lúc nào, chỉ còn quách không. Hai bộ hài cốt đều không thấy được nữa, thì ra đã bị bới lên quăng cả xuống hồ rồi. Không thực hiện được âm mưu, nhưng đã hứa với mọi người là xây tháp, không thể bỏ được. Y đành phải cắn răng, tiếp tục làm cho xong việc. Câu chuyện trên được khá nhiều sách ghi chép lại với nội dung tương tự. Ngay cả sách Lịch sử thủ đô Hà Nội của nhóm tác giả do nhà sử học Trần Huy Liệu đứng đầu xuất bản năm 1960 cũng chép y nguyên nội dung của câu chuyện trên. Chính việc làm đó đã khiến cho một câu chuyện mang nhiều yếu tố truyền thuyết dường như nghiễm nhiên được công nhận như một sự thật lịch sử. Và như thế, Bá Hộ Kim, người xây tháp Rùa đã phải mang theo rất nhiều những cách nhìn không được thiện cảm của lịch sử, cũng như rất nhiều người dân Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu, thì ngay trong bản thân những chi tiết lập luận trong cuốn sách của nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện có nhiều chỗ mâu thuẫn không rõ ràng. Trong đó, được chú ý nhất là giả thuyết tháp Rùa do một người có tên là Bá Hộ Kim xây để an táng hài cốt cha mẹ của mình. Sau khi tham vấn nhiều nhà khoa học, văn hóa và đặc biệt là nhà Hà Nội học Nguyễn Phiên Phúc, người được coi là thủ nhang của ngôi đền văn hóa Hà Thành. Bởi nó như nhà Hà Nội học Nguyễn Phiên Phúc, thì những giá trị văn hóa, tâm linh của tháp Rùa nói riêng và quần thể Hồ Gươm nói chung đã trở thành một biểu tượng trong đời sống văn hóa, tâm linh của mỗi người dân Việt. Nó là sự gắn kết chặt chẽ của những di tích hiện hữu và khó thay đổi dù bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thêm lịch sử của những di tích trong quần thể này cũng là điều nên làm. Quý vị thân mến, trong cuốn Lịch sử thủ đô Hà Nội của nhóm tác giả do nhà sử học Trần Huy Liệu ghi về tháp Rùa như sau. Năm 1884, Bá Kim, một tên đại phú, tay sai của thực dân Pháp chạy trọt để được sử dụng gò Rùa với mục đích là đem chôn hài cốt của bố mẹ hắn vì cho đây là nơi đất tốt để thuận theo phong thủy. Để lừa bịp dư luận, hắn nói trạch ra đây là xây dựng ở gò một tháp để làm gối đằng sau, tức là hậu trẩm, cho chùa Báo Ân lúc đó chưa bị pháp phá. Thế nhưng, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã chỉ ra rất nhiều điểm vô lý về điều này. Ông cho rằng rất có thể nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện chỉ ghi lại những câu chuyện trong dân gian chứ không phải dựa trên những chứng cứ xác thực về chuyện Bá Hộ Kim xây tháp Rùa để táng hải cốt bố mẹ mình vào đó. Những nội dung trên về cơ bản lấy dẫn theo cuốn Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội của nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện. Thậm chí trong sách của Doãn Kế Thiện còn ghi rõ hơn với chi tiết Y, tức là Bá Hộ Kim, mượn cớ xin với nhà chùa và lấy thế thực dân và bọn Việt San, Nguyễn Hữu Độ xin tự bỏ tiền nhà xây một ngọn tháp trên gò Rùa để làm hậu trầm cho ngôi chùa. Khi tháp xây xong, tên quan sáu thực dân Pháp ở Đồn Thủy trước lễ khánh thành ở chùa Báo Ân đã cấp bằng khen cho y. Tuy nhiên, mỗi khi chúng ta tới thăm hồ, đứng xa trông ngắm, ba chữ Tả Vọng Đình vẫn còn ẩn hiện như để vạch rõ tội trạng của Kim. Theo nhà Hà Nội học Nguyễn Phiên Phúc, khi tác giả Doãn Kế Thiện nói rằng Bá Hộ Kim xây tháp để làm hậu trầm cho chùa Báo Ân có chỗ còn thiếu logic. Bởi chùa Báo Ân trước đây, vị trí của bưu điện Hà Nội ngày nay, có mặt trước nhìn ra Hồ Gươm,
và phần lưng quay về phía đê sông Hồng. Nếu xét theo nguyên tắc phong thủy, nếu muốn làm gối cho chùa thì phải đặt cái gối đó ở vị trí trên đê hoặc một gò nào đó ở phía đông. Còn gò rùa với vị trí ngay trước mặt của chùa Báo Ân thì chỉ có thể làm minh đường hoặc làm án mà thôi. Xét về hình dáng thì gò rùa hình tròn, tức hình con kim. Như vậy, nếu xét theo thuật phong thủy, chỉ có thể làm kim tinh tác án, tức là sao kim làm án, chứ không thể làm hậu trầm được. Hơn nữa, tháp rùa xây năm 1877, thời điểm đó khó có thể có chuyện bá hộ kim mượn thế lực của tên Việt gian Nguyễn Hữu Độ và quan sáu Tây cắt băng Khánh Thành được. Vì lúc đó Nguyễn Hữu Độ đang là biện lý hộ lại ở triều đình Huế, theo Đại Nam Thực Lục trang 43 năm 1976, và thời điểm đó thực dân Pháp vẫn chưa chiếm được Hà Nội, chúng mới chỉ đặt một khu lãnh sự ở bờ sông Hồng. Đặc biệt, nếu tác giả Doãn Kế Thiện nói rằng tới thăm hồ, đứng xa trông ngắm ba chữ Tả Vọng Đình vẫn ẩn hiện, thì cũng đúng là câu đó có gia giảm thêm bớt. Nhà Hà Nội học Nguyễn Phương Phúc lý giải, những người đã từng mắt thấy, tai nghe, tay sờ vào tháp rùa thì khắp bốn mặt tháp, cả ngoài lẫn trong, đều không có ba chữ Tả Vọng Đình. Chỉ ở mặt đông, trên tầng đỉnh tháp có ba chữ Quy Sơn Tháp nhấn trên từng vôi. Tuy nhiên, nếu muốn nhìn thấy ba chữ trên mặt bằng mắt thường ở thời điểm đó, thì dù đứng ở vị trí trên bờ sát mép hồ, căng mắt ra cũng không thể nhìn thấy được. Từ những sự phân tích như trên, theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, rất có thể nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện chỉ ghi lại những câu chuyện trong dân gian, chứ không phải dựa trên những chứng cứ xác thực về chuyện bá hộ kim xây tháp rùa để táng hải cốt bố mẹ mình vào đó. Vì với tiềm lực kinh tế và thế lực, như trong sách của nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện, thì bá hộ kim chắc hẳn phải có sự tính toán nếu có dụng ý riêng. Theo kiến trúc sư Trịnh Văn Phương, giám đốc công ty kiến trúc CBV Ba Đình, Hà Nội, tháp rùa không phải là một công trình tháp theo lối kiến trúc truyền thống, mà là sự kết hợp của kiến trúc truyền thống và kiến trúc châu Âu từ đó. Tại Việt Nam, thời điểm đó cũng bắt đầu rất nhanh manh nha những công trình kiến trúc kết hợp giữa hai nền văn hóa Pháp Việt, mà sau này được kiến trúc sư Hebras, kiến trúc sư hàng đầu của phong cách này, gọi là kiến trúc Đông Dương. Nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy trong cuốn Thăng Long Đông Đô Hà Nội cũng viết về kiến trúc tháp rùa như sau: cái tháp này nhìn mãi cũng quen mắt, nhưng dưới thì cổ lối Gothic, trên thì nóc vụn vặt, kiến trúc không ra lối gì. Với những người có chuyên môn, chỉ cần nhìn qua một chút đều có thể nhận ra điểm khác lạ trong kiến trúc của tháp rùa. Đó là những ô cửa ở hai tầng dưới được vuốt thành hình cánh cung nhọn theo kiểu kiến trúc nhà thờ Gothic, nhưng bên trên thì lại được trồng lên bởi những hình tượng, hình thức 100% phương Đông với đầu đao, rồng lượn. Có lẽ chính sự kết hợp này khiến nhiều người khó hiểu, cùng với những truyền thuyết xung quanh việc xây tháp dẫn tới rất nhiều tranh cãi về việc liệu tháp rùa được xây nên có mục đích gì? Xây để làm mộ hay xây để làm tháp? Kiến trúc sư Trịnh Văn Phương nhận định. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc cũng khẳng định, qua nghiên cứu so sánh nhiều tư liệu cũng khẳng định, tháp rùa hoàn toàn là một ngôi tháp bình thường, chứ không phải là một ngôi tháp mộ. Cho tới nay, ngọn tháp này đã trở thành một bộ phận hữu cơ của Hồ Gươm. Có hồ là có tháp, và giá trị của tháp là giá trị về văn hóa, tâm linh nhiều hơn là giá trị về kiến trúc. Ông Hoàng Anh Thắng, Phó trưởng ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm khẳng định, từ trước tới nay, khi nạo vét và cải tạo hồ cũng chưa lần nào thấy có dấu hiệu của việc có di cốt dưới lòng hồ như trong lịch sử thủ đô Hà Nội, ghi là một bàn tay bí mật đã đào hài cốt của bố mẹ hắn vứt xuống hồ, chỉ còn trơ lại trên đó hai cái quách rỗng. Qua tra cứu nhiều tài liệu, chúng tôi đã xác định được họa sĩ Nguyễn Ngọc Châu, năm nay đã 87 tuổi, là cháu nội của Nguyễn Hữu Kim. Ông Nguyễn Đỗ Ngọc là con thứ năm của họa sĩ Nguyễn Ngọc Châu thì vẫn ở Hà Nội, hiện ở tại phố Hồng Hà. Ông Ngọc được trao ủy thác và gửi lại toàn bộ những tư liệu về gia đình, dòng tộc. Theo như cuốn gia phả mà anh Ngọc cho xem, thì tính từ đời ông Nguyễn Hữu Liên, tức là bá hộ kim, trở về sau thì rất rõ ràng. Tuy nhiên, phần từ đời bá hộ kim ngược trở về trước lại bỏ trống, chưa tìm thấy những tư liệu
để xác định một cách rõ ràng. Giải thích cho việc trên, ông Ngọc cho biết, bố tôi là một người rất cẩn thận và nghiêm túc trong việc làm lại gia phả, ghi lại những biến cố, những câu chuyện của dòng họ. Những sự việc, sự kiện luôn được ông so sánh, đối chiếu với nguồn tư liệu, chứ không phải chỉ là những câu chuyện truyền miệng. Những gì chưa được khẳng định một cách rõ ràng, ông đều để trống để con cháu đời sau làm tiếp. Dù những tư liệu về thân thế và hành trang của tổ phụ Nguyễn Hữu Liên còn lại rất ít, nhưng theo ông Ngọc thì không hề có chuyện cụ nội tôi, tức là Báo Hộ Kim, mang hải cốt cha mẹ ra táng ở trong tháp rùa. Giả sử nếu có táng ở đó, dù còn hay là đã bị vứt xuống hồ, thì chắc chắn mọi người trong gia đình sẽ phải có trách nhiệm ra đó hương khói hàng năm, chứ không thể bỏ hoang được. Hiện dòng họ Nguyễn Hữu chỉ có duy nhất một nhà thờ tổ tại số 29 phố Hai Bà Trưng. Hàng năm cứ vào dịp lễ Tết thì mọi người trong họ phải quay về đây để làm lễ, kính nhớ tới tổ tiên. Ông Ngọc cũng cho biết thêm, hiện tại dù gia đình và dòng họ vẫn đang cố công đi tìm, thế nhưng một điều khiến mọi người vẫn luôn đau đớn đó là mới chỉ có mộ của vợ Bá Hộ Kim thì còn xác định được, hiện đang ở Nghĩa Trang, thành phố Hà Nội. Còn phần mộ của Bá Hộ Kim, tức là ông Nguyễn Hữu Liên, chưa xác định được. Nguyên nhân được ông Ngọc lý giải là do sự loạn lạc của chiến tranh và một thời gian dài không có điều kiện để tìm lại. Quý vị thân mến, theo nhà sử học Phạm Quốc Sử, trong một đất nước thì vấn đề lịch sử là một vấn đề hết sức quan trọng cần phải đưa lên hàng đầu, không chỉ bởi mục đích giáo dục mà đó còn là niềm tự tôn dân tộc, là sức mạnh truyền thống. Lịch sử trong bất cứ trường hợp nào cũng cần phải được nhìn nhận một cách thẳng thắn và chính xác. Vì vậy thì việc đến bây giờ, truyền thuyết về ngôi mộ cổ ở Tháp Rùa vẫn đi vào truyền thuyết, điều đó cho đến bây giờ cũng không thể khẳng định, hãy để lịch sử mãi là lịch sử. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.